Mitsubishi XFC. Mitsubishi XFC hiện giờ vẫn là bản concept, nhưng hãng xe Nhật Bản đã ra mắt Việt Nam và cũng là thị trường đầu tiên trên thế giới đồng thời nhận đặt hàng với giá trong khoảng 650 đến 750 triệu. Mẫu xe này sẽ được bàn giao đến khách hàng từ tháng 4 năm 2023. Tân binh Mitsubishi XFC sẽ gia nhập phân khúc BSUV đô thị cùng những đối thủ sừng sỏ như Hyundai Creta, Kia Seltis, Toyota Corolla Cross. Điểm nhấn của Mitsubishi XFC đến từ thiết kế ngoại hình sắc sảo, góc cạnh và đầy hiện đại. Tuy nhiên, thiết kế này vẫn còn thay đổi khi bản thương mại mở bán chính thức. Mitsubishi XFC 2023 sẽ là chiếc xe có thiết kế nội thất đẹp nhất của thương hiệu Nhật Bản trong thời gian tới. Đặc biệt, nội thất sẽ ăn đứt các mẫu xe tiền tỷ của thương hiệu này nhờ thiết kế màn hình đôi như xe sang, vô lăng, cần số cũng khác biệt so với xe dưới 1 tỷ đồng. Hiện tại, động cơ và những thông số kỹ thuật chi tiết vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, với thiết kế đã lộ diện và giá dự kiến, XFC được dự đoán sẽ là chiếc xe hát trong năm 2023. 2. Honda BRV. Người dùng Việt sẽ có thêm lựa chọn xe MPV 7 chỗ cỡ nhỏ trong năm 2023, với sự xuất hiện của tân binh. Mẫu xe này được xác nhận sẽ bán ở Việt Nam dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Honda BZV ra mắt Indonesia vừa qua là thế hệ thứ hai với khung gầm mới. Kích thước của xe gồm chiều dài, rộng, cao lần lượt 4.490 mm, 1.780 mm, 1.685 mm, trục cơ sở 2.700 mm. Ngoại hình xe sở hữu thiết kế cứng cáp, nam tính cùng những trang bị hiện đại như đèn pha LED có tự động thích ứng, lưới tản nhiệt mở rộng đầy vững chãi cùng nội thất đơn giản nhưng lại phù hợp với mức giá và phân khúc MPV 7 chỗ. Trong khi đó, Cabin có thiết kế giống CR-V cũ với màn hình 7 in ở trung tâm. Không gian ở mức đủ dùng như các đối thủ Sander, Veloz và bố trí 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi. Nổi bật là gói an toàn Honda Sensing sẽ xuất hiện trên BR-V gồm loạt tính năng như phanh tự động, cảnh báo tiền va chạm phía, ga hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn và giữ làn đường. Honda BR-V được trang bị động cơ xăng dung tích 1.5 lít cho công suất lên đến 120 mã lực mô men xoắn 145Nm và hộp số CVT. Đặt trong mặt bằng phân khúc, Honda BZV đang là xe có công suất động cơ lớn nhất. 3. Honda CZV Honda CZV 2023 đã chính thức giới thiệu toàn cầu vào tháng 7 vừa qua, và hiện đang chạy thử ở Thái Lan chờ ngày ra mắt. Tuy nhiên, một số đại lý Việt Nam cho biết xe sẽ ra mắt ngay đầu năm sau. Điều này cũng hoàn toàn có cơ sở khi hiện tại, Honda CRV đang nhận ưu đãi 100% lệ phí trước bạ từ 100 đến 136 triệu để xả kho. Bước sang thế hệ thứ 6, Honda CRV 2023 dài hơn 68 mm, rộng hơn 12 mm và có chiều dài cơ sở tăng 41 mm. Ở ngoại thất, Honda CRV đời mới sở hữu hiện mạo thu hút với lưới tản nhiệt mở rộng nối liền hệ thống đèn LED thông minh. Đuôi xe là đèn hậu LED được cách tân mang đến sự hiện đại cuốn hút hơn với người nhìn cùng nội thất lịch lãm nhưng vẫn đầy trẻ trung, hiện đại. Honda CRV 2023 là bản nâng gầm của Civic với nội thất giống hệt. Xe có màn hình nổi, vô lăng mới, cần số đặt thấp giúp tổng thể xe đầy lịch lãm. Ở Mỹ xe dùng động cơ tăng áp 1.5 lít cho công suất 190 mã lực. Ngoài ra còn có động cơ hybrid cho tổng công suất 204 mã lực và hộp số vô cấp CVT. 4. Toyota Innova, Innova thế hệ mới vừa ra mắt Indonesia trong tháng trước và dự kiến về Việt Nam trong quý 2 năm 2023. Hiện tại, các đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc và những thay đổi trên mẫu xe này, thực sự ấn tượng. Theo đó, Toyota Innova được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm mới. Khung gầm mới giúp xe được nới rộng nhiều kích thước. Cụ thể, xe dài tăng 20mm, rộng thêm 20mm, chiều cao giữ nguyên mức 1795mm, khoảng sáng gầm xe 185mm và chiều dài cơ sở tăng 100mm. Ở thế hệ mới, Innova thoát xác khỏi MPV nhờ thiết kế SUV giống người anh em Highlander. Mẫu xe này có phần đầu cải tiến nhờ lưới tản nhiệt mở rộng, nối liền là hệ thống đèn pha COS dạng LED hiện đại. Mâm xe kích thước 18 in màu chrome hiện đại và đèn hậu LED nổi khối đầy tương lai. Nội thất nhận được sự cải tiến toàn diện so với thế hệ cũ đang bán ở Việt Nam. Nội thất Innova 2023 cũng được cập nhật theo xu hướng mới với màn hình nổi, vô lăng mới và đồng hồ kỹ thuật số. Ở đời mới, xe còn có thêm tùy chọn ghế ngồi thương gia ở hàng giữa mới. Đặc biệt còn có gói an toàn cao cấp Toyota Safety Sense với loạt tính năng gồm cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữa làn đường, ga hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, phanh khẩn cấp tự động. Về vận hành, Toyota Innova 2023 có hai tùy chọn động cơ gồm một động cơ hybrid là sự kết hợp máy xăng Dynamic Fox, dung tích 2 lít 4 xi lanh hút khí tự nhiên, và một động cơ điện cho tổng công suất của hệ thống là 186 mã lực. Hai động cơ xăng thường dung tích 2 lít sản sinh công suất 174 mã lực và mô men xoắn cực đại 205 Nm. Thay đổi từ hộp số có cấp sang hợp hộp số vô cấp ECVT cho hybrid và hệ dẫn động cầu trước thay vì cầu sau cũng là điểm mới trên Toyota Innova 2023.